Xin chào mọi người ha. Tối hôm nay thứ bảy mình lên cho mọi người một cái con siêu phẩm trong những siêu phẩm luôn của dòng ThinkPad B1, cấu hình siêu khủng, máy siêu đẹp. Đây là cái dòng mà siêu cao cấp doanh nhân thôi mọi người, rất là đã luôn. Thì chưa bao giờ mà cái máy nào mà đẹp như cái máy này hết và VIP khủng như thế này ha, máy cực kỳ chất lượng luôn. Giờ mình quay ban đêm cho nên mình sẽ bật đèn flash lên để cho mọi người thấy. Bình thường đó là rất những cái máy mà xấu là rất là sợ flash mọi người, tại vì đó là nó sẽ lộ ra những cái vết bụi vết rầy á, lộ ra. Đây là phủ carbon hết nha mọi người, ThinkPad B1 mọi người, rất là chất lượng luôn, mê mê ly thôi. Ở bên trong còn mê hơn nữa mọi người ha, phím quốc tế zin luôn, zin phím quốc tế, và đặc biệt là màn hình OLED nha mọi người, 4K cảm ứng OLED. Chưa bao giờ mình view cho mọi người cái màn hình OLED hết trơn, thì bây giờ mình sẽ view cái con máy này màn hình OLED nha mọi người, cực kỳ chất lượng. Đây ha, máy cực kỳ chất lượng, màn hình nó đẹp mê luôn. Ban đầu mình cũng không nghĩ nó OLED đâu, sau khi mình vào series rồi mình kiểm tra hết trơn thì mình mới biết nó OLED mọi người. Tại trước giờ mình cũng không có nhập được cái dòng mà màn hình OLED nữa, tại vì nó mới quá. Rồi nhưng mà cái con này OLED nha, đây là 4K màn hình OLED. Series nó hiển thị mà nó đẹp lắm mọi người, đẹp mê luôn. 15.6 UHD OLED nè. Đẹp mê, đẹp không thể nào mà tưởng tượng nổi luôn á. Đúng là thực sự là rất là chất lượng luôn. Mình cũng không có gọi là không có nhập được những cái dòng mà cao cấp để mà mình nhìn thấy được những cái dòng mà màn hình OLED đồ dữ dằn như vậy. Chỉ có hôm nay đó là nhập được cái con máy này thì nó quá chi là dữ, quá chi là đã mọi người, và mê nữa. Thường thường đó là máy cấu hình khủng đã rất là ok rồi, cái dòng mà VIP ok nữa mà nó đẹp mê luôn, nhìn rất là đã mọi người. Sự đẹp nhất từ trước tới giờ, từ trước tới giờ chưa bao giờ view cái con nào mà đẹp như cái con này hết trơn á. Đẹp. Giờ mình giới thiệu đến mọi người cái cấu hình nha. Cấu hình nào, nó là Lenovo ThinkPad B1 á mọi người. Cái con này là B1 Gen 3, cái tên nó vậy mọi người. Nó là chạy chip i7 10H nha mọi người, 1875H, nó là tới 16 CPU luôn mọi người. Nhìn nè, cái cấu hình rất là khủng. Bình thường ví dụ như là chip 8H hả, là nó 12 ha, 9H nó 12 mà 10H nó lên 16 luôn mọi người, rất là khỏe luôn. RAM 32GB nha. Đặc biệt nữa là cái dòng này mặc dù là rất là VIP như vậy rồi đó, đời cao như vậy nhưng mà vẫn có thể nâng cấp RAM lên được 64GB luôn á mọi người. Rất là thoải mái. Ăn tiền nhất là ở cái chỗ này, này card đồ họa onboard, card đồ họa RAID. Dòng mà P thì có card đồ họa RAID T1000 là 4GB ha. Với card đồ họa này rồi cái chip này nữa thì là cân mọi thể loại đồ họa mọi người. Đây là cái dòng vừa là đồ họa vừa là cái dòng cho doanh nhân đó, rất là VIP luôn. Đây là cái dòng VIP rồi, ai mà đi ra ngoài đường mà thấy mà ai xài cái máy này là biết người ta xài đồ VIP, rất là chất lượng luôn. SSD là 1T nha mọi người. Và mình có chip seri luôn nè. Mình chip seri thì sẽ ra màn hình rồi ngày tháng sản xuất của nó. Đây tại Japan mọi người, máy zin đét tại Japan mà là phím quốc tế, rất là đã luôn. Mình không phải là lo ngại cái việc là zin ở đâu hết, máy là đã zin như vậy rồi mà zin mà quốc tế tại Japan thì là gọi chắc đụi luôn, rất là đã. Sản xuất năm 2021 và tính ra nó còn bảo hành 9 tháng nữa tại Nhật. Đó là như thế này, máy ThinkPad mà P1 mà sản xuất 2021 thì là quá đã mọi người. Màn hình thì đây ha, cái ấy của nó đây, T1000 4G OLED. Máy thì quá đã, quá đẹp, không thể nào mà chê được luôn, mê ly luôn á mọi người, thật sự mê thật sự luôn. Vừa khỏe về cái cấu hình, vừa đẹp về cái ngoại hình, vừa rất là chất lượng ha. Chưa bao giờ mà phải dùng flash như là cái này hết trơn, nó đẹp mà mình không thể chê được. Lúc mà mình khui ra là mình giật mình luôn, khui ra là vì nhìn thấy quá mê luôn, quá chi là rất là mà lại tiếc mọi người mua được có ít à, tại vì thấy nó đắt không dám mua nhiều. Tí nữa mình sẽ báo cái giá nha, từ từ mình đi quay cho mọi người xem cái ngõ kết nối của nó. Đây nè, ngõ USB ha, thẻ nhớ này mình không có biết, rất là mịn đã. Thử xài cái này thiệt sự đã thực sự luôn, đáng đồng tiền dễ sợ. Sạc nè, hai ngõ Type-C sấm sét nè, HDMI USB đó,
P1 dòng máy trạm mà mỏng như thế này. Nó thuộc dạng trong những cái dòng mà đỉnh lắm á mọi người, rất là đỉnh luôn. Và mình báo giá mọi người con này giá của nó là 18 triệu 8 ha. Ai chốt thì inbox mình. Mọi người mua hàng thì cọc cho mình 1 triệu, còn lại thì 18 triệu 8, mọi người mua hàng cọc cho mình 1 triệu. Còn lại thì mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán số còn lại cho bưu điện ha. Máy là quá chi là chất lượng mọi người, rất là đẹp, rất là đã. Thật sự cái này thì khi mà mua thì chỉ nghĩ tới là có điều kiện để mua hay không thôi, chứ còn nói là máy có đẹp hay không hay này kia là khỏi phải chê luôn. Đẹp nhất trong tất cả những cái bài view mà từ trước tới giờ video của mình, có phải là chắc cũng phải 1800 cái video, mình không biết bữa nay có lên chưa nữa, nhưng mà con là đẹp nhất đó, phải nói như vậy luôn. Còn đừng có đánh giá phần trăm là theo mắt nhìn, mỗi người mỗi khác, có người đẹp xấu, nhưng mà đây là quá đẹp luôn mọi người, rất là đẹp, cực kỳ đẹp. Rồi cảm ơn mọi người nhiều, ai chốt thì inbox qua Zalo số điện thoại của mình nha. Mọi người mua hàng thì cứ như mình nói đó, cọc 1 triệu, có gì mọi người nhắn qua Zalo. Cảm ơn mọi người nhiều. Máy luôn bao zin 100% nha mọi người, càng đắt tiền thì đương nhiên phải bao zin và bao test cho mọi người rồi. Cảm ơn mọi người nhiều nha.